Giao Linh xin được kính chào Đức Hồng Y, Đức Cha Phê-rô, quý anh chị em tu sĩ cùng quý khán giả thân mến. Hôm nay thì Giao Linh rất là hân hạnh có mặt ở đây hát và gặp gỡ quý khán giả. Bởi vì Giao Linh đã đồng hành cùng cha Sang rất là nhiều năm, và hôm nay Giao Linh có dịp được về hát trong chương trình này và với một nhạc phẩm của một nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông. Giao Linh xin được kính mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Mùa Sao Sáng. Mời quý vị cùng nghe. Chiến quyết sáng danh Chúa trên trời. sao chói chan muôn đời, vạn lời